ở trong siêu thứ hai. Thôi chờ một chút để mình có thể up clip public bên kia. Vâng, truy mệnh thì không hút thuốc. Rồi truy mệnh chỉ đập đá và chơi ke thôi. Và như vậy là chúng ta được chứng kiến một cái bài mà truy mệnh lại tương đối đẹp bằng cái góc bằng mắc bêu. Vâng, kín hết ở trong góc 3 giờ. Bắt đầu đi thêm những tờ đi dò của mình để có thể dò địa địa thế nhà. Đồ không biết đã đủ chưa? Một bầy hiêu ở xa xa. Và tôi nghĩ là sẽ không lùa về trước BS đâu. Mà lùa về vãi cánh rừng kia nó cũng tương đối xa, mất rất nhiều thời gian. Cũng cho một dân đi vào trong góc 9 giờ không? Cho có bãi quả thì nó mát. Mình chưa biết đâu ở đồ ăn chưa thì cũng quá nhiều. Còn tôi cần một bãi quả phụ, một hai bãi quả phụ nữa thì tốt. Vâng, cắt dân đi dầu đầu này như vậy là lên. À đây rồi, bãi quả đây rồi. May quá, cho một dân đi vào trong này, bãi quả nữa thì mát, không cần phải ăn bầy hiêu. Đây là một bãi quả 6 cây. Vâng, bãi quả đâu? Bãi quả. Vâng, trong này bãi quả thì đẹp quá. Vâng, hình như là có bãi quả trong này. Vâng, bãi quả. Ui dồi, thật khó. Rồi đúng là mình đen đủ đường. Vâng, chỗ này chỉ có ăn rừng nó sướng thôi. Vâng, chỗ này nó có thể tầm có 2 chiếc bét nhân đôi được. Vâng, hai cái rừng nó rất sát nhau, có thể làm 2 chiếc bét nhân đôi thoải mái. Nhưng cái vấn đề bây giờ là chưa đủ đồ lên đời. Bây giờ phải ra ăn cái bầy hiệu đằng xa kia. Như vậy sẽ hỏi về lên đời sớm rồi. Đấy vậy. Không đặt ở cánh rừng được, tiết kiệm một chiếc BS. Ăn voi trước có sao đâu. Vâng, hai voi kìa. Phí thế. Đặt chiếc BS kia thì tiết kiệm một chiếc BS chặt gỗ. Vứt cái tên nữa nào. Chèn logo cái tí nào. Không. Của cái Thái Bình không còn ở. Đây là BB và bên cạnh nó sẽ là BM luôn. Nhưng mà tôi đang không biết truy mệnh sẽ BCA ở đâu đây. Khả năng xe bãi quả chăng? All of my rogue guys.
Còn một bài mà có thể gọi là hai chiếc BS rưỡi, khi mà chiếc BS thứ hai là chiếc BS nhân đôi. Bài này lực cũng khá ổn, nhưng vấn đề là he, tôi lại thấy he điểm số cao hơn, phải chăng là lại dâng A vẽ ruộng đây luôn. Cũng được, có nhiều bạn hỏi là tại sao vẽ ruộng đấy thì tôi xin trả lời luôn, đó là vẽ ruộng đấy thì lấy lực trước, bằng lấy lực trước không phải lấy lực sau. Bằng lực trước nghĩa là có thể đóng đóng ruộng đấy thì có gói lực để nâng cấp bánh xèo chặt gỗ luôn, chứ nếu mà đưa những con nông dân này về thì nó di chuyển qua đường rất xa và sẽ bị mất một lượng thịt đáng kể. Và bây giờ lượng thịt của chị Mạnh đang cực nhiều, các bạn nhìn thấy khi vẫn đang ăn con voi này, vòng chỗ kia là hai voi và chỉ ăn một con thôi. Bây giờ thì vẽ thêm chiếc nhà BA, sẽ vài năm BA đến từ Chị Mạnh. Bên kia thì he được xuống rất cao, không biết he đang đánh cái gì. Vậy he như thường lệ thì vẫn lên đời trước game thủ Truy Mạnh thôi. He ngày hôm nay có vẻ như bài đang tương đối lọc, bởi tôi thấy Truy Mạnh ép rồi cũng không có lỗi gì cả. Nói chung là lỗi thì vẫn có, nhưng mà không phải những lỗi quá lớn. Năm nhà BA trong tuần đầu tiên thì rất đều. Chúng ta sẽ chờ đón cái đường đi quân đầu tiên của he. Nhà của Truy Mạnh đã kín. Liệu rằng he sẽ công như thế nào đây? Vâng, đang đứng chờ đường đi quân của he thôi. Ở trận này he muốn công là Truy Mạnh thì trừ khi là ốp thẳng A chứ móc rất khó. 12 giờ đi xuống đây rồi, đã tìm đường đi quân và Truy Mạnh đang muốn làm một tên đi vòng vèo bắt đường đi quân này của đối phương. Mình nhìn thấy nhà và mình nhìn quân đối phương, nhưng mà đối phương chưa nhìn quân mình. Vâng, gấp. Vâng, như vậy là he đứng quân nó ảo thế à giờ. Như vậy là đang là vòng cung, vòng tỷ số điều cung là một đều, vòng hai đều, vòng cân thôi. Đang chờ một tên mà móc lốp đến từ he. Vòng bái quả phụ ứng chơi nhá. Nhà he thứ 6 vòng được, làm nhà với 6 chương mát, chuẩn bị thiếu he. Chuyện để ý cái điều này. Và bây giờ đúng rồi, vòng sau quá nhiều trận đánh thì Chị Mạnh đã bắt được bài của he chuẩn luôn. Vâng, chỉ đi trong một tơn cung, bắt cái tơn cung đi nhỏ lẻ của he thôi. Còn lại thì những tơn cung ở nhà thì sẽ đón đường đi quân của he. Trông he nhiều tay như vậy thôi, nhưng mà chỉ điều được hai đội, nhưng mà hai đội là hai đội cực nhanh, nên phải thật sự chú ý trong tơn đi quân của he. Bắt đầu xây được chiếc nhà BA. Không biết he có dâng A trận đấu này không, he dâng A thì phi phẳng vào nhà luôn cho mát. Các bạn biết rồi, khi mà dâng A thì ở nhà nó không có cái khỉ gì cả, vào xúc thôi. Vâng, đang điên cuồng vẽ ruộng và gặp nhà của he. Nhưng mà vâng, đón đường đi quân, cho một cung R lại để có thể xem đường quân của đối phương, tương đối chuẩn mực. Vâng, gặp quân trong tuần này, vâng, liệu rằng ai sẽ thắng, liệu rằng ai thắng. Quân của he đang dàn đẹp hơn, chuyện phải để ý điều cung R. Vẫn là người nhiều cung hơn, nhưng mà không thể sao nhà chạy như vậy. He chạy để hit and run, còn he là nguyên thủ hit and run cực tốt, quá nhìn thấy. Và mỗi một tơn mà chạy giật bắn là chết một cung R. Vẫn chưa có chặt cô hai đến từ Truy Mạnh, giảm một cung R đến chặt cô hai. Không, như vậy là bây giờ mới nâng. Không biết he có chặt cô hai chưa. Tham vẫn cần thôi, ta vẫn cần. Và bây giờ thì Truy Mạnh đã có một con dốc, vâng, he đi lỗn cung, vừa lỗn cung tuần này chết một cung R. Về một chiếc he nhưng bắt được con cung R nào không? Không, bắt được, nó bắt được một con thôi.
Vòng 7 chiếc Abia đang là cực đều. Vòng trận đấu này Chí Mạnh đang rất châu quần. Vẫn là 7 nhà bè đều thôi. Và bắn, vâng họ đi. Có sát tên này không? Có sát trong tên này không? Như vậy là một con nằm xuống. Vâng, Hè đứng quần khá ổn. Vâng, một con. Một kích công của Hè đi giữa bản đồ. Và đã triệt hạ môn cung đầu của Chí Mạnh rồi. Mà đối phương nhưng mà không quá hiệu quả khi mà chỉ có một vài con cung gờ thôi. Ra ngoài ăn thêm gỗ không? Có khi đập BC lượng gỗ đang tương đối nhiều. Vâng, lại đứng cung ở nhà rồi, lại quay về đánh thế thủ rồi. Vâng, tự tin đi cung xem nào. Vâng, giải E để có thể đoán đường đi quân của đối phương. Bắt đầu đi quân và bây giờ He đang quay về đánh thủ. Vâng, He đi quân. Ngày mai Huy quân ảo vô cùng. Vâng, tân cung này của Chí Mạnh vừa đến thì He đã có mặt tại trên con dốc này. Và bây giờ He đang muốn kéo quân ra. Chí Mạnh đã chiếm được con dốc. Chiếm dốc nhưng đây không phải chiếm được hoàn toàn, chỉ chiếm một nửa thôi. Vâng, trên kia vẫn còn một con dốc nữa nhưng mà được khá nhiều dốc trong tuần thiếu này. Cẩn thận mũi tên mà bị bắt hai đầu. Chí Mạnh đang tham mai 83/112. Vâng, bắn. Vì họ đang trên dốc, cẩn thận. Có một tơn mà sẽ bị bánh mì kẹp thịt. Nhưng tơn này thì chuyện đang rất đông. Nhưng mà He cũng không phải là dạng vừa. Một mình sẽ đứng ở trên dốc tơn này. Còn tơn to mình đứng trên dốc. Còn tơn bé của họ đứng trên dốc. Liệu rằng ai sẽ thắng? Ai điều cung hay hơn thì người sẽ thắng trong tơn này. Còn lý điều cung em. Đấy, tơn to, bắn tơn to. Thế gọi là chết nhiều cung hơn He. Mình He một tơn mà bánh mì kẹp thịt cũng tốt. Còn thôi lùi thôi. Lùi thôi, thiệt hại bên họ cũng thiệt hại khá nhiều. Nhưng bên mình là nhiều hơn một chút. Không sao nhưng lực mình vẫn đang khỏe. Tham Mai vừa rồi thiệt hại khoảng tầm 40 con cung rờ. Nhưng mà 7 nhà bè đang sóc rất đều. Bỏ lấy chờ. Bỏ lấy chờ để bắn nhà đối phương. Bỏ lấy chờ rồi. BC đi em. Đúng rồi, BC phát triển thôi. Vòng B họ đang muốn công lên nhưng mà mình cũng đang có rất nhiều quân. Cứ bình tĩnh thôi. Còn họ đang muốn chiếm con dốc này. 10 nhà bè. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh thôi. Còn em giờ chắc gì nhiều nhiều nhà bè của mình. Còn họ đang bắn nhà bè để có thể lọt vào. Vâng nhá, họ lọt một phần vào nhá, để ý điều cung và để ý vào trong nhà bắt. Vâng, họ lọt khoảng 10 con cung rờ vào nhà. Tên này khả năng có đấu được không? Vâng, lọt thẳng vào ruộng luôn. Để ý điều cung. Rồi như vậy là chết quá nhiều quân. Và dân cũng mất. Như vậy là tham ai chỉ còn 50 thôi. Trận đấu này He bắt quân tốt quá.
Có những cái quân mà he đi quân gần như giống như của hoách. Vâng đi đâu biết đấy, tài thật. Hay hôm nay là ngày hôm nay là một ngày may mắn của he. Rất là một ngày may mắn của he không hay hay được. Mà đi cung cực ảo. Đi mong một tên khá đâu mà khả năng tham mai bị đè rồi. Vậy là he đẩy một tên cung quá to lên. Và tên này khó. Đúng vậy, tham lai cứ đè dần tới lúc đầu thì cân, nhưng mà phía sau lại đè dần. Tỷ số là 2-0 dành cho he ở trong series thứ 2 này. Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu chung kết của Truy Mệnh ở trong series thứ 2.